Cùng núm chợ Tihaka mang đến những khoảnh khắc trải nghiệm tuyệt vời giữa mẹ và bé, mà không còn phải lo lắng về sự đau rát và không thoải mái nữa. Núm chợ Tihaka được làm bằng 100% chất liệu silicon mềm mại, vừa núm vú mở rộng, tạo khoảng cách giữa núm ti của bạn và miệng của bé. Với chiếc chợ ti này, bạn vẫn có thể cho con bú một cách dễ dàng và thoải mái, kể cả khi bạn đang bị nứt cổ gà hay đầu ti đau rát. Chỉ cần dùng núm chợ ti là bạn đã có thể trải nghiệm cho con bú rảnh tay rồi. Đầu tiên, bóp núm chợ ti, bóp ngược để núm ti lại. Sau đó, đặt núm chợ ti vào giữa núm vú của bạn, gập phần đế về vị trí ban đầu, thả tay cầm của bạn ra khỏi núm ti. Bạn sẽ cảm thấy có lực hút nhẹ, hãy cho bé ngậm để làm quen trước. Sữa mẹ sẽ chảy vào phần khoang liên tục, mang đến cho bạn và bé một trải nghiệm dễ dàng và tuyệt vời hơn.